Xin chào các bạn, mình là Chí Thanh đến từ Dick's Doctor. Như các bạn đã biết thì ở Việt Nam hiện nay có rất là nhiều phương pháp để điều trị thoát vị đĩa đệm. Chi phí để điều trị thoát vị đĩa đệm cũng là một điều rất là quan trọng. Thì không biết là những cái phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm tại nhà có đang là điều mà các bạn quan tâm không ạ? Ở video này mình sẽ phân tích về ưu và nhược điểm của một số phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Qua đó các bạn có cái nhìn tổng quát hơn để so sánh về hiệu quả và sự tiện lợi của những cái phương pháp này. Trước khi tìm hiểu những cái phương pháp này thì chúng ta cần phải hiểu thế nào là thoát vị đĩa đệm và những nguyên nhân nào có thể gây ra thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm cột sống là hiện tượng đĩa đệm xen kẽ giữa các đốt sống bị thoát ra khỏi vị trí ban đầu, gây chèn ép dây thần kinh, làm xuất hiện những cơn đau và gây ra khó chịu cho người bệnh. Thông thường thì thoát vị đĩa đệm thường xảy ra ở các đốt L4, L5 và S1, bởi vì ba đốt này nằm ở vị trí cuối cùng của vùng cột sống thắt lưng, vì vậy sẽ chịu rất là nhiều áp lực trong quá trình làm việc hoạt động. Vậy thì những nguyên nhân nào có thể gây ra thoát vị đĩa đệm? Thứ nhất, đó chính là tuổi tác. Đây là nguyên nhân hàng đầu vì như các bạn cũng biết thì tuổi càng cao thì chức năng của xương khớp sẽ ngày càng giảm. Vòng sụn bên ngoài đĩa đệm sẽ dễ bị xơ vữa hơn và đàn hồi kém hơn. Vì vậy, chỉ cần một tác động nhỏ cũng rất dễ gây ra thoát vị đĩa đệm. Nguyên nhân thứ hai, đó chính là do tư thế sinh hoạt và lao động sai. Những thói quen như ngủ ngồi, ngồi không thẳng lưng hoặc là do lao động nặng cũng là một trong những nguyên nhân rất dễ gây ra thoát vị đĩa đệm. Ngoài ra thì còn một nguyên nhân nữa, đó chính là một số những cái bệnh lý từ bên trong, những bệnh lý như viêm khớp, thoái hóa cột sống, đau dây thần kinh, gai đốt sống. Nếu không được điều trị và can thiệp kịp thời thì cũng rất dễ gây ra thoát vị đĩa đệm. Tiếp theo đó là chấn thương, có thể do tai nạn khi chơi thể thao, tai nạn khi tham gia giao thông, có thể làm cho các đốt sống lưng bị chảnh và dẫn đến thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm cột sống lưng thì thường xảy ra với nhân viên văn phòng, lái xe hoặc là những người làm công việc nặng như bốc vác, hoặc là những người làm trong một tư thế nhất định trong một thời gian dài. Chế độ ăn uống không hợp lý, mang thai, do di truyền, do béo phì thì cũng là những nguyên nhân có thể gây ra thoát vị đĩa đệm. Phần tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm phổ biến hiện nay. Đầu tiên đó chính là phương pháp sử dụng thuốc Tây y. Thì thuốc Tây y có tác dụng giảm đau rất là nhanh. Tuy nhiên thì các bạn cần căn cứ vào tình trạng bệnh nặng hay nhẹ để lựa chọn loại thuốc cho phù hợp với bản thân mình. Áp dụng cái phương pháp này thì có thể mang đến hiệu quả nhanh chóng và tiện lợi cho người sử dụng. Tuy nhiên thì việc sử dụng quá nhiều thuốc Tây sẽ có thể ảnh hưởng tới gan, thận, dạ dày. Do đó bạn cần hết sức lưu ý và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Phương pháp thứ hai đó chính là phương pháp châm cứu. Đây là phương pháp mà dùng kim để đâm vào các huyệt đạo ở vùng cột sống lưng, giúp lưu thông khí huyết, qua đó giúp giảm đau rất là nhanh. Nếu như bạn điều trị sớm bằng phương pháp này thì sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh một cách rõ rệt và các cơn đau sẽ giảm đi một cách nhanh chóng. Khi bạn tiến hành châm cứu thì sẽ kích thích vùng cột sống bị tổn thương, sẽ giúp sản sinh ra steroid một cách rất là tự nhiên để đẩy nhanh quá trình sửa chữa, cũng như là việc giải phóng hormone endorphin giúp giảm đau tự nhiên. Phương pháp thứ ba mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là phương pháp phẫu thuật. Phương pháp này thì thông thường sẽ được sử dụng trong những trường hợp là điều trị nội khoa thất bại và khối thoát vị gây chèn ép và tổn thương nặng nề đến cột sống của bạn. Bệnh nhân thường mất dần đi khả năng vận động và có thể dẫn tới tàn phế. Thì hiện tại phương pháp phẫu thuật có hai loại, đó là phẫu thuật nội soi và phẫu thuật mổ hở. Các bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi lựa chọn phương pháp này. Phương pháp cuối cùng mà mình muốn giới thiệu ở đây đó chính là phương pháp điều trị bằng vật lý trị liệu. Đây là phương pháp đang được ưu tiên hàng đầu trong việc điều trị thoát vị đĩa đệm hiện nay ở Việt Nam. Lý do là bởi phương pháp này có thể từ từ hạn chế các cơn đau, giảm chèn ép và tăng cường lưu thông máu, giúp điều trị và hỗ trợ một cách hiệu quả cho bệnh thoát vị đĩa đệm. Các kỹ thuật trong phương pháp này thì bao gồm massage, đây là liệu pháp sử dụng lực của tay để tác động vào các huyệt đạo trên cơ thể, giúp tăng khả năng lưu thông máu, giãn cơ và giảm đau do thoát vị đĩa đệm gây ra. Kỹ thuật tiếp theo đó là phương pháp nhiệt, tận dụng nhiệt độ nóng hoặc lạnh để làm giãn cơ, giảm sưng và lưu thông máu một cách tốt nhất. Tiếp theo đó là điều trị bằng laser. Đây là phương pháp mà sử dụng các tia laser có bước sóng ngắn để triệt tiêu đi lượng nhân nhầy đang chèn ép lên các dây thần kinh, từ đó làm giảm áp lực đang chèn ép lên phần đĩa đệm. Phương pháp này thì giúp kích thích tuần hoàn lưu thông máu và giảm các tác nhân gây viêm. Và phương pháp cuối cùng mình muốn giới thiệu tới các bạn đó lại chính là sử dụng đai kéo giãn cột sống. Đây là phương pháp rất là hiệu quả. Phương pháp này giúp tăng khoảng cách giữa các đốt sống, giảm chèn ép lên các dây thần kinh và giải tỏa cơn đau. Và hiện nay trên thị trường thì đai kéo giãn cột sống Dick's Doctor đang là một trong những sản phẩm được các chuyên gia tin dùng. Đây được coi là một trong những phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm giá rẻ hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Phần thứ ba, mình sẽ phân tích vì sao đai Dick's Doctor lại là sự lựa chọn hàng đầu trong việc điều trị thoát vị đĩa đệm. Thì đầu tiên, các bạn cần phải hiểu nguyên lý hoạt động của đai kéo giãn cột sống Dick's Doctor. Thì Dick's Doctor là sản phẩm được nhập khẩu từ Hàn Quốc, đã có mặt ở Việt Nam hơn 8 năm nay. Đai giúp cho người bệnh có thể tự điều trị tại nhà một cách hiệu quả. Khi được bơm hơi lên, các thanh lực trên đai sẽ giãn ra, giúp kéo giãn đốt sống ra theo chiều rộng, làm tăng khoảng cách cho các đốt sống và giảm chèn ép lên các dây thần kinh. Điều này sẽ giúp bệnh nhân giảm đau một cách nhanh chóng và
và có hiệu quả lâu dài trong việc điều trị các vị đĩa đệm. Khác với những phương pháp thông thường là chỉ ưu tiên điều trị về triệu chứng của bệnh, thì với Distopter, đài tác động trực tiếp vào bản chất của vấn đề, đó chính là sự chèn ép lên các dây thần kinh bằng cách kéo giãn các đốt sống ra theo chiều dọc để làm tăng khoảng cách đốt sống, từ đó sẽ triệt tiêu bớt áp lực đè nén lên đĩa đệm. Và khi sử dụng Distopter thì cột sống lưng của bạn luôn được giữ thẳng ở trạng thái thoải mái, không còn chịu sức nặng như trước. Distopter là một trong những phương pháp vật lý trị liệu ngay tại nhà giúp bạn tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Sản phẩm rất là phù hợp với những người đang trong giai đoạn phục hồi sau chấn thương, đặc biệt là có lợi với những trường hợp trước và sau khi phẫu thuật. Thay vì việc các bạn tới những bệnh viện, phòng khám để điều trị vật lý trị liệu, thì với Distopter, các bạn có thể điều trị ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo được độ hiệu quả. Vì độ kéo giãn của Distopter là vô cùng tuyệt vời. Vì sao lại nói Distopter là một trong những phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm giá rẻ? Thì như các bạn đã biết, hiện tại một bộ đai lưng của Distopter có giá dao động từ 3.600.000 đồng cho đến 3.850.000 đồng với chính sách bảo hành chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 1 năm nếu có lỗi do nhà sản xuất. Nhiều người thắc mắc tại sao mà Distopter có giá cao như vậy mà lại được coi là phương pháp điều trị giá rẻ? Thì ở đây chúng tôi cung cấp là một liệu pháp điều trị chứ không phải như những đai đeo thông thường. Với sản phẩm Distopter, các bạn có thể sử dụng liên tục trong vòng từ 3 đến 4 năm, có khi chỉ bằng vài lần các bạn đi vật lý trị liệu, hoặc là cũng chỉ bằng 1 đến 2 liệu trình các bạn sử dụng thuốc. Trong khi những cái phương pháp kia chỉ là những phương pháp tạm thời, không có ý nghĩa về mặt lâu dài. Thế mới thấy là Distopter không hề đắt như mọi người nghĩ ạ. Sản phẩm Distopter thông thường sẽ có tuổi thọ từ 4 đến 5 năm. Các bạn hãy thử tính mà xem, nếu như các bạn điều trị Distopter trong vòng 3 năm thì chi phí một ngày bỏ ra chỉ từ 3.200 đồng đến 3.500 đồng một ngày. Còn nếu như các bạn sử dụng lâu hơn từ 4 đến 5 năm thì chi phí bỏ ra chỉ từ 2.500 đồng đến 2.800 đồng một ngày. Quá là rẻ phải không ạ? Qua những cái phương pháp mình vừa giới thiệu thì các bạn có thể thấy Distopter là một trong những phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm hàng đầu, đảm bảo được độ hiệu quả, an toàn, tiết kiệm thời gian và hơn nữa giá cả lại vô cùng hợp lý. Distopter đã giúp cho hàng chục ngàn khách hàng tại Việt Nam quên đi cơn đau cột sống trong vòng hơn 8 năm qua. Điều đó giúp Distopter tự hào là thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong việc điều trị thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống ngay tại nhà. Video giới thiệu về một số phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm giá rẻ tại Việt Nam đến đây của mình là kết thúc. Nếu các bạn có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, hãy comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau ạ. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline 0969 685 333, website distopter.vn.